khiến Spartacus 146 Phạm Văn Đồng trở nên đặc biệt nhất trong chuỗi Spartacus Gaming Center? Hãy cùng mình khám phá ngay hôm nay để xem một cyber game đẳng cấp thật sự được lắp đặt trọn gói bởi chuyên gia lắp đặt phòng game Hoàng Tuấn iCafe là như thế nào nhé. Spartacus 146 Phạm Văn Đồng tính tới thời điểm hiện tại là cyber game có diện tích mặt sàn lớn nhất trong chuỗi cyber game của Spartacus Gaming Center. Với vị trí thuận lợi nằm trên trục đường chính Phạm Văn Đồng, chỗ để xe rộng rãi, Spartacus 146 Phạm Văn Đồng được đầu tư số lượng máy lớn với cấu hình cao lên đến gần 150 PC. Các khu vực cấu hình khác nhau được thiết kế và sắp xếp khá thông minh, đảm bảo cho người chơi có không gian chơi game thoải mái, thuận tiện trong việc tìm kiếm và di chuyển. Khu vực đầu tiên chiếm số lượng máy lớn nhất của Spartacus 146 Phạm Văn Đồng chính là khu vực máy FPS. Máy chơi các tựa game FPS với mainboard MSI B560M Pro, CPU Core i5-11400F, RAM 16GB, card MSI RTX 3060 Ventus, màn hình BenQ với tần số quét lên đến 240Hz cùng tốc độ phản hồi 1ms siêu nhanh. Với cấu hình cao cùng số lượng máy nhiều nhất, anh em game thủ đam mê các tựa game hành động, bắn súng tốc độ nhanh không lo thiếu chỗ để chiến game nhé. Và tiếp ngay sau khu vực máy FPS là khu vực máy có cấu hình phổ thông. Tại đây, Spartacus 146 Phạm Văn Đồng đã sử dụng CPU Core i3-10105F, RAM 16GB, card MSI GTX 1660 Super Ventus, màn hình máy tính Asus HKC, MSI Full HD với tần số quét 165Hz, hai loa cùng combo gaming gear hot nhất hiện nay đảm bảo trải nghiệm chơi game hoàn hảo nhất dành cho bạn. Đối diện với khu vực máy FPS là khu vực máy dành cho couple, được thiết kế vô cùng tinh tế dành cho các cặp đôi có chung sở thích. Spartacus 146 Phạm Văn Đồng dành riêng một khu vực máy với cấu hình cao, CPU Core i5-11400F, RAM 16GB, card MSI RTX 3060 Ventus, màn hình cong MSI 27 inch chất lượng 2K, cùng trọn bộ gaming gear cao cấp của Asus cho các cặp đôi cùng nhau chơi những tựa game ưa thích. Với không gian rộng rãi, đảm bảo sự riêng tư, thiết kế cực chill, ghế ngồi cực êm, đảm bảo các cặp đôi sẽ thích mê địa điểm chơi game hẹn hò lý tưởng này. Phòng livestream ở Spartacus 146 Phạm Văn Đồng rộng rãi hơn nhiều so với cơ sở ở số 1 Trên Công Giai và 185 Phố Vọng. Được đầu tư cấu hình với số tiền lên gần cả trăm triệu đồng, gồm main MSI MAG B660M, CPU Core i7-12700KF, RAM 16GB, card MSI RTX 3060 Ti, màn hình Asus Samsung 27 inch 240Hz, webcam C922 cùng chọn bộ gaming gear cao cấp mới nhất hiện nay của Asus nên được rất nhiều KOL lựa chọn để livestream. Bên trái khu vực quầy bar chính là nơi có thể tổ chức các giải đấu eSports mang tầm cỡ quốc tế, khu vực VIP. Số lượng máy nhiều cùng cấu hình Core i7-12700KF, RAM 16GB, card MSI RTX 3060 Ti, màn hình Asus 27 inch có tần số quét 280Hz, tốc độ phản hồi thần tốc 1ms lớn nhất hiện nay ở khu vực VIP của Spartacus 146 Phạm Văn Đồng sẽ biến những cuộc tranh tài của các team thi đấu trở nên cực kỳ gay cấn và kịch liệt. Spartacus chưa bao giờ ngừng quan tâm tới các sở thích cá nhân của các game thủ, đặc biệt là với những game thủ hay hút thuốc. Ngoài hai khu vực hút thuốc được thiết kế riêng, Spartacus 146 Phạm Văn Đồng còn đặc biệt thiết kế một phòng máy riêng để anh em game thủ có thể vừa chơi game vừa hút thuốc với view thoáng đãng nhìn thẳng ra đường lớn Phạm Văn Đồng. Khu vực Smoking Zone được trang bị cấu hình cao ngang với FPS với CPU Core i5-11400F, RAM 16GB, card MSI RTX 3060, màn hình MSI 240Hz, combo gaming gear Asus cao cấp. Tạo nên sự khác biệt lớn nhất của Spartacus 146 Phạm Văn Đồng so với những cyber game thuộc chuỗi Spartacus Gaming Center và những cyber game khác tại địa bàn Hà Nội đó chính là phòng máy AMG. Phòng AMG được đầu tư cấu hình cao bậc nhất hiện nay với mainboard MSI Pro Z690A, CPU Core i9-12900KF, RAM 32GB, nguồn MSI MPG A750GF750W, card MSI RTX 3070 Ti, màn hình Asus 27 inch với tốc độ phản hồi siêu tốc 1ms với tần số quét lớn nhất hiện nay 280Hz, bàn phím gaming cực nhạy với phím chức năng chuyên dụng Asus ROG Strixscope NXD Lock Blue SW, chuột Asus ROG Guardian 3 LED RGB lướt siêu mượt, cảm biến quang học lên đến 400 IPS cùng tốc độ phản hồi 1000Hz, tai nghe Asus ROG Data Core với thiết kế hình chữ D công thái học, không bị đau tai khi đeo tai nghe trong thời gian dài, cùng công nghệ lọc âm thanh độc quyền giúp bạn cảm nhận rõ sự kịch tính của từng trận chiến với chất lượng âm thanh hoàn hảo. Đây chính là cấu hình khủng nhất hiện nay mà chưa một cyber game nào tại Hà Nội sở hữu. Với cấu hình cực khủng của phòng máy AMG, anh em game thủ có cơ hội được chơi những tựa game nặng nhất, yêu cầu cấu hình cực cao mà máy phải khỏe mới có thể chơi game được mượt mà không gặp phải tình trạng giật lag, tốc độ lag và phản hồi siêu nhanh.
Phong máy ALG của Spartacus 146 Phạm Văn Đồng đặc biệt có ý nghĩa đối với các game thủ chuyên nghiệp khi mà giờ đây họ đã có một địa chỉ tin cậy để luyện tập những tựa game nặng nhất chuẩn bị cho những cuộc thi đấu tầm cỡ quốc tế. Đi cùng với cấu hình cao và không gian đẳng cấp chính là dịch vụ hoàn hảo. Khu vực lễ tân quầy bar của Spartacus 146 Phạm Văn Đồng cũng được thiết kế rất sang trọng và bắt mắt. Menu đồ uống được thiết kế đa dạng. Đội ngũ nhân viên luôn túc trực 24/7 tại các khu vực phòng máy để đảm bảo phục vụ kịp thời, nhiệt tình cho mọi nhu cầu của khách hàng. Với thiết kế sang trọng, cá tính đậm chất gaming, cấu hình cao đảm bảo chơi mượt mọi tựa game cùng dịch vụ hoàn hảo đã tạo nên đẳng cấp của Spartacus Gaming Center. Và nếu bạn cũng muốn sở hữu một chuỗi server game đẳng cấp như Spartacus Gaming Center, hãy liên hệ ngay tới chuyên gia lắp đặt phòng game trọn gói Hoàng Tuấn iCafe nhé. Hotline 093 336 0123 và website icafe.hoangtuan.vn.